có anh và em. Ủa cái lo này hay quá anh em ơi. Tiếng ngọc trinh luôn này. Nhưng mà tiếc anh em biết sao nó bị một lo rồi anh em ơi. Nó hát bình thường này. Thấy không? Hát tiếp đủ á. Bên này cái bát nó rồi. Nó kiểu như nó bị kẹt hay anh em mà nó không có chạy ra chạy vô được nha. Này lên này tiếp rồi. Thấy chưa? Uống không? Rồi anh em nào cặp lại vừa anh em hãy sửa lại cái bát nha. Zalo số này nha. Lưới nó luôn đẹp lắm nha, trắng tinh hết. Cái trạm của nó cũng ngon này, dở xài lắm anh em ơi. Con này can thông 920 cái số từ đây chữ đã mất tiêu rồi. Con này 90 quát nha. Giải cao kinh hồng 30 ngàn hạt luôn này, sản xuất tại Đức. Rồi coi mình đặt cái nó không có trắp mà nó dở. Con đã 4 ôm nha. Karas 920. Cho anh em nghe một lon được nha. Bây giờ cái dây điện này nó rớt ở dưới ra thôi bỏ đi. Ôi em về đâu. Ba lần chưa bật à. Anh một lo không? Rồi xuống cặp lại anh em ơi. 30 này. 22 22 30. Zalo số này nha. Rồi xuống nha.